Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Laptop. Hôm trước thì cậu em con nhà hàng xóm của ông anh họ của mình có hỏi ý kiến của mình về việc lựa chọn một chiếc laptop. Thì cũng như các bạn đã biết rồi đó, một chiếc laptop thì tùy theo nhu cầu của mỗi người, cho nên là mình phải hỏi thật là kỹ xem em nó muốn một chiếc máy như thế nào. Và em đã nói là nhu cầu của mình đơn giản lắm, chỉ cần gói gọn trong 3 chữ thôi, đó chính là đẹp, mạnh và rẻ. Nghe thì hơi mất kiên nhẫn đúng không nè, nhưng mà vì bệnh nghề nghiệp cho nên là mình nhất định cũng phải tìm ra một em máy để mà đề xuất cho em nó. Vậy thì chiếc máy mà mình lựa chọn cuối cùng đó chính là một đại diện đến từ nhà Lenovo với tên gọi là Lenovo IdeaPad Slim 3. Và để xem là em này có gì đặc biệt và nếu như mà các bạn cũng có những cái nhu cầu giống như là em của mình đó thì các bạn hãy theo dõi trong video này nhé. Trong khuôn khổ video này thì mình sẽ làm rõ từng hạng mục mà mình đã đưa ra ở đầu video, đó chính là đẹp, mạnh và rẻ. Đầu tiên thì chúng ta nói về giá cả đi. Nếu như mà mình nhớ không nhầm á, thì chiếc máy này đang được bán ra với mức giá khá là hấp dẫn, trong khoảng từ 12 đến 13 triệu đồng. Và đây cũng là cái phân khúc mà mình thấy rất là nhiều bạn quan tâm đến. Ok, vậy là giá cả chúng ta đã giải quyết xong rồi. Vậy còn về sức mạnh của em nó thì sao? Đây cũng là một cái điều mà mình khá là quan ngại. Khi mà số tiền các bạn bỏ ra không nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc là chiếc laptop các bạn nhận được nó cũng sẽ không có được một cái hiệu năng khủng như là những chiếc flagship. Tuy nhiên với em máy này thì sao? Chúng ta hãy cùng nhau cân nhắc cũng như là xem xét thật là kỹ đã nha. Được trang bị cấu hình Intel Core i3 Ice Lake 1005G1, RAM 4GB, ổ cứng SSD 512GB, M2 PCIe. Với cấu hình này thì các bạn thử đoán xem là em nó có thể làm được những gì. Đầu tiên, với những tác vụ văn phòng, gõ văn bản, lướt web nhẹ nhàng thôi thì cứ phải nói là không có vấn đề gì cả, nhanh nhạy, mượt mà, và đó cũng chính là điều mà mình muốn nói. Tiếp theo thì đến màn thử sức em máy mạnh hơn một chút, đó chính là chơi game. Thì với một chiếc máy với TDP vỏn vẹn là 15W, rất là tiết kiệm điện, nhưng nó lại khiến cho mình khá là bất ngờ khi mình chơi thử một vài tựa game. Tuy là hình ảnh lẫn số FPS vẫn chưa thực sự mượt mà, nhưng mà trải nghiệm của mình thì vẫn hài lòng với các mức setting very low. Nặng nề hơn một xíu nữa thì đó chính là một bài test về khả năng render. Mình đã thử render một video ngắn trong khoảng 5 phút thì cho ra độ phân giải là Full HD. Chiếc máy này vẫn đã hoàn thành với cái bài test của mình ở mức trung bình khá. Hoạt động của em nó mạnh mẽ đến như vậy thì liệu nhiệt độ sẽ như thế nào đây? Liệu là em nó có làm mình phỏng tay hay không? Với một bài stress test chạy trong 3 phút thì nhiệt độ của chiếc máy rơi vào khoảng từ 59 cho đến 61 độ C, khá là mát mẻ, không gây ảnh hưởng gì đến người dùng một chút nào cả. Kể cả phần kê tay lẫn bàn phím đều không có hiện tượng bị nóng lên do máy hoạt động cao. Đó là những cái điểm mạnh mà em máy này mang lại. Còn điểm mà chúng ta cần phải xem xét là gì? Đó chính là cái dung lượng RAM mà được trang bị sẵn của em nó. Chỉ được trang bị sẵn 4GB RAM để làm những công việc nhẹ nhàng như là văn phòng, từ 5 đến 6 tab ROM cùng lúc thì ổn, nhưng mà nó chưa thực sự đủ khi mà làm đa tác vụ như là vừa chơi game vừa nghe nhạc thì hiện tượng tràn RAM vẫn luôn sẵn sàng để mà trực chờ các bạn. Cũng không nên quá lo lắng khi mà hãng cũng đã hỗ trợ cho chúng ta có thể nâng cấp lên tối đa là 12GB RAM, cho nên khi mua về các bạn nên nâng cấp để chúng ta tăng trải nghiệm của máy nhé. Giá cả thì hợp lý trong phân khúc có thể tiếp cận được nhiều người sử dụng, sức mạnh ổn định, tản nhiệt hiệu quả. Vậy thì còn yếu tố cuối cùng đó chính là thiết kế của em nó liệu có thực sự bắt mắt hay không. Toàn bộ vỏ máy thì được làm từ nhựa, nhưng mà cảm giác khi mới nhìn vào thì quả thật rất là khó mà phân biệt khi mà các họa tiết phân xước phay được làm rất là tinh tế, tôn lên cái vẻ sang trọng lẫn cứng cáp. Là một người ưa thích cái sự đơn giản, cho nên là mặt lưng của chiếc máy này theo cảm quan của mình thấy thì thực sự đẹp, logo của hãng thì được đặt lệch về một góc. Về các cổng kết nối thì hãng được trang bị khá là đầy đủ và được xếp lệch hết qua cạnh bên trái như thế này. Máy có 3 cổng USB, trong đó có 2 cổng 3.2 và 1 cổng 2.0, cổng HDMI. Bên cạnh phải chỉ có duy nhất 2 cổng, đó chính là cổng SD và jack 3.5, vừa đủ cho tất cả các nhu cầu học tập làm việc. Phần bàn phím thì được làm dưới dạng layout full size, giúp cho các bạn nhập liệu tính toán một cách dễ dàng hơn. Cảm giác gõ phím thì ở mức khá, độ nảy vừa đủ, hành trình phím sâu. Phần tốc tác di chuyển khá là mượt, không hề có hiện tượng bị giật hay là bị khựng giữa chừng. Màn hình thì có kích thước khá lớn là 15.6 inch, các thông số đo đạc thì không quá cao nhưng mà qua cái trải nghiệm thực tế của mình thì nó vẫn ở mức rất là ổn. Màu sắc hình ảnh hiện lên tươi, màu đen vừa đủ sâu để có được một trải nghiệm phim ảnh tốt. Theo cảm nhận của mình thì màn hình của máy hơi bị ám vàng nhẹ, viền cạnh trên dưới vẫn còn khá là dày, hai cạnh bên thì đã nhỏ hơn, thế nên thì cũng không gây quá nhiều khó chịu cho mình. Với viên pin 35Wh thì khá là kiêm tốn, nhưng mà với con chip tiết kiệm điện thì qua cái trải nghiệm của mình để full ánh sáng, full wifi và làm việc văn phòng trong khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ thì chiếc máy này mới hết pin. Trước khi kết thúc video thì mình xin được tóm gọn lại một chút về chiếc máy này. Đây là một chiếc máy phù hợp với hầu hết đối tượng sử dụng vì mức giá rất là hợp lý. Thứ hai, tuy chỉ được trang bị con chip tiết kiệm điện nhưng mà chiếc máy này thì vẫn đáp ứng được các nhu cầu từ làm việc văn phòng cho đến chơi game giải trí. Tuy nhiên thì cái trải nghiệm chơi game của nó không quá cao tại vì đây là một con máy giá rẻ các bạn à. Thế nhưng bù lại thì chế độ tản nhiệt của chiếc máy khá là tốt, mình không hề cảm thấy khó chịu khi mà mình sử dụng lâu, cũng như về thiết kế thì rất là đơn giản và đẹp mắt. Bàn phím touch pad vừa đủ rất tốt cho những bạn hay nhập liệu, màn hình thì chỉ ở mức chấp nhận được, không quá xuất sắc bật khỏi phân khúc. Và đó là tất cả những trải nghiệm mà mình muốn mang đến cho các bạn về em máy này. Nếu như mà trên thang điểm 10 thì liệu các bạn chấm cho em máy này bao nhiêu điểm đây? Hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop nhé.